Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án trong cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đối với dự án mở rộng nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố đề nghị Bộ Giao thông Vận tải trong tháng 1 năm 2021 xem xét phê duyệt bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư 2020-2025 để làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. Bên cạnh đó, chỉ đạo Cục Hàng không phối hợp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trong quý 1 năm 2021 hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực mở rộng nhà ga hành khách T1, đáp ứng công suất khai thác 14 triệu hành khách một năm. Đối với dự án xây dựng nhà ga hàng hóa và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu Đầu Bắc, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hạ tầng kỹ thuật chung phía Bắc và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của ga hàng hóa trong tháng 1 năm 2021 để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ khởi công các dự án trong năm 2021.